Video này được tài trợ bởi 360 Unisex. Thông tin chi tiết chương trình ở phần sau video. Có một bộ phim hoạt hình mà những gia đình không có TV cũng biết. Nội dung vô cùng đơn giản, với hai nhân vật chính là một con mèo và một con chuột đuổi bắt nhau không ngừng, với nền tảng câu chuyện dài vô tận. Những tưởng đấy chỉ là một câu chuyện đơn giản, một cái sitcom về hai loài động vật thiên địch, nhưng thực ra đằng sau đó là cả đống những suy nghĩ cay cắm của tác giả. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ phân tích những bài học đằng sau câu chuyện mèo đuổi chuột Tom and Jerry. Ở nước Mỹ xa xôi, có một người đàn bà sợ chuột. Cô không biết bằng cách nào để khống chế nỗi sợ của mình, nên đã tạo ra bộ phim hoạt hình về mèo đuổi chuột cho bõ tức. Đấy là câu chuyện mà mình bịa ra. Còn Tom and Jerry thì là hai linh vật hoạt hình được sản xuất bởi William Hanna và Joseph Barbera cho hãng phim MGM. Có một sự thật đáng ngưỡng mộ, đấy là bộ đôi này đồng kịch bản và đạo diễn cho 114 tập đầu tiên trong suốt từ năm 1940 đến năm 1958. Phong cách của Tom and Jerry thì có thể thấy là hài hước vui nhộn, mà hầu hết thì là hài tình huống và sử dụng rất là ít thoại, một kiểu hài kịch khá là thịnh hành lúc bấy giờ. Cái series hoạt hình này thành công đến nỗi mà đến năm 1958 xưởng phim MGM phải đóng cửa. Nhưng mà kiểu The Show Must Go On ấy, Tom and Jerry thì có quá nhiều tiềm năng, nên là nó đã được sang tên bởi nhiều hãng phim hoạt hình, và cuối cùng thì nó dừng chân ở một xưởng phim của Hollywood có tên là Ship Tower 12. Năm 2000, tạp chí Time công bố Tom and Jerry là một trong những phim hoạt hình hay nhất mọi thời đại. Câu chuyện của Tom và Gia Huy thì chỉ là những câu chuyện đời thường của một con mèo và một con chuột, nhưng mà sự tài tình ở đây là pha trộn những cái tình huống bình thường đó với sự thú vị. Động cơ để hai nhân vật này tiến đến mâu thuẫn cũng hợp lý, vì là thiên địch của nhau. Trong phim, Tom thường là bên giành được lợi thế vì có hình thể to lớn hơn, và bởi vì nó phải chịu trách nhiệm trước bà chủ mỗi khi mà Jerry lộng hành, cho nên điều này thúc đẩy Tom thường là bên châm ngòi cho những cuộc chiến. Tom là chú mèo xanh lông ngắn, không đến từ tương lai, không thích ăn bánh rán như mọi boss khác. Tom thích ăn và ngủ, nhưng mà cũng sẽ vào mốt thú săn mồi ngay khi có chuột trong tầm mắt. Đã thế, người ta lại còn cho Tom quả lông mày nhìn ác chiến phết và những điệu cười nghe rất chi là ác nhân. Trong khi Jerry thì lại thường trong trạng thái hoảng hốt, sợ sệt, đã thế lại còn nhỏ nhắn xinh xắn. Đấy có lẽ là yếu tố khiến cho người xem, đặc biệt là trẻ em, luôn vô thức chọn Jerry, đứng về phe Jerry. Nhưng mà Jerry có thực sự đáng thương đến vậy không? Tuy là con vật nhỏ bé nhất series, nhưng mà thực chất thì Jerry không hề yếu đuối. Nghĩa đen luôn. Trong nhiều tập phim, Jerry đã nâng được những vật có trọng lượng lớn hơn nhiều lần cơ thể của mình. Và sau 80 năm miệt mài chạy trốn thì hẳn là Jerry không skip leg day. Nhưng cái lợi hại của chú chuột này không nằm ở sức mà là ở trí. Nói về khả năng thiên bẩm của Jerry thì phải ca ngợi cái sự tinh ranh của hắn ta. Dù chỉ sinh sống trong cái khe tường hình cổng vòm nhỏ xíu, nhưng Jerry lại quá am hiểu về thế giới nguy hiểm ngoài kia. Hắn luôn làm ra những cái bẫy tinh vi và dụ con mèo xanh lông ngắn kia một cách quá dễ dàng. Đã thế, Jerry lại còn quan hệ rộng, không ít lần được các thế lực khác giúp đỡ để chiến thắng. Và thường xuyên nhất là chú chó Spike xuất hiện lần đầu vào những năm cuối của thập kỷ 40. Cái sự đuổi bắt không hồi kết của hai nhân vật chính đã vô tình va vào cái sự ngủ của chú chó và con của mình, Tyke. Và bằng một cách thần kỳ nào đấy, Spike luôn quy tội quấy rối cho Tom, vì tên Jerry khôn lỏi luôn thành công đổ thừa cho kẻ thù hoặc rất khéo mượn gió bẻ măng. Spike tuy hung dữ với những kẻ ngoại lai, nhưng mà lại luôn là ông bố hết mực thương con, chỉ có điều không biết mẹ con chó con là ai. Sự xuất hiện của chú chó Spike là vật cản, nhưng đôi lúc lại là tác nhân khiến cho mèo và chuột tăng tình đồng chí, tương thân tương ái. Và tác giả quả thật là biết nắm bắt tâm lý người xem khi mà không ít lần đẩy Tom và Jerry trở thành ân nhân cứu mạng của nhau, sau đó ngay lập tức trở mặt để câu chuyện lại tiếp tục một cách không có hồi kết. Nhân vật tiếp theo mình muốn nhắc đến là chú mèo Butch. Khác với Tom là một chú mèo nhà có phần hiền lành và hơi ngờ nghịch, thì Butch là một chú mèo hoang, lúc thể hiện lên như kiểu anh em xã hội của Tom, lúc thì là tình địch của Tom, lúc thì là đối thủ của Tom ở bãi biển. Có lúc xuất thân của chú mèo này là thiếu gia giàu có, nhưng mà cũng có lúc thì lại xuất hiện từ một cái thùng rác có nắp, mang tiếng là bạn thân của mèo Tom. Nhưng mà tất cả những gì Butch có để mà đưa vào cái CV đấy là dình cướp bồ của Tom với cả ăn thịt Jerry của bạn, và gạ bạn mua áo polo siêu xịn của 360 Unisex, nhãn hiệu thời trang Unisex uy tín trên sàn Shopee Mall. Bạn đã phát chán với việc mua hàng online và vớ phải những chiếc áo xù lông bung chỉ phai màu, hoặc tệ hơn là kích ứng da? Mùa hè nóng nực khiến bạn ngại mặc áo sơ mi vì sợ bí sợ nóng. Đã có áo polo 149k từ 360 Unisex với chất liệu vải cực xịn, form regular tôn dáng, vừa vặn không bó sát, đường kim mũi chỉ tinh tế và kiểu dáng tối giản, giúp bạn tha hồ phối đồ mặc đi làm đi chơi. Giá gốc 365k nay chỉ còn 149k khi áp voucher đặc biệt. Link mua hàng dưới phần mô tả ở bình luận. Mèo xinh đầy khổ đau, tiện nhắc đến bồ của Tom. Chúng ta gọi tên Galore, một cô nàng mèo trắng xinh đẹp, múp míp, lông mi cong quá trớn. Sự đẹp xinh của Galore cuốn hút đến mức mà đến chó Spike cũng thỉnh thoảng thích cô. Và cuối cùng cô mèo này lại chọn ở bên cạnh Jerry trong lần xuất hiện cuối cùng của mình. Chú vịt Quaker cũng là một nhân vật thú vị, khi mà lúc nào mồm cũng là nhảy đạo lý. Giọng Quaker thì khàn đặc, khá là giống vịt Donald của nhà chuột. Tính ngây thơ khiến cho Quaker không ít lần bị lừa sẽ mất mạng, may mà lại được Jerry tương trợ. Ngoài ra thì Jerry có lòng trắc ẩn với đồng loại khá là cao, và Nibbles, một chú chuột con vẫn đeo bỉm, là thứ cụ thể hóa điều này. Nibbles thì có lẽ đặc tính lớn nhất là ham ăn thục uống. Tuy bé hơn Jerry nhưng mà sức ăn của cậu có thể khiến nhiều gia đình trung lưu phá sản. Và với những cái nhân vật thú vị như thế này, liệu họ có định chỉ mang đến cho người xem một câu chuyện bình dị về mối quan hệ giữa các loài động vật, hay là ẩn sâu trong đó vẫn còn những cái giá trị khác?
Mình sẽ nói trước là những ý kiến sau mang tính chủ quan, các bạn mà không đồng tình, hãy tranh luận bên dưới nhé. Đầu tiên, chúng ta có thể thấy, mặc dù là đối thủ truyền kiếp của nhau trong cả series, nhưng mà cả Tom and Jerry không hoàn toàn muốn triệt hạ nhau. Nói thì nghe hơi kiểu nâng cao quan điểm, nhưng mà thực sự nó kiểu Batman với Joker nhưng mà phiên bản nhí nhố hơn ấy. Làm kẻ thù lâu quá nên cũng sản sinh tí tình tương liên, và thật sự là thiếu đi một người bạn có khi nó cũng không mang lại cảm giác trống trải bằng việc thiếu đi một kẻ thù. Có một cái fact này nó hơi liên quan tí xíu thôi, đấy là tôi từng dùng Tinder để mà tìm kẻ thù truyền kiếp ấy. Nhưng mà những gì tôi tìm thấy chỉ là những cái mối quan hệ chả đi đến đâu cả, thậm chí họ còn chả ghét tôi. Mẹ, cặp đôi này là đại diện cho sự kiên trì. Dù chiến đấu với nhau nhiều lần, thất bại cũng nhiều, nhưng mà sự kiên trì và bền bỉ của cả hai là một yếu tố đáng ngưỡng mộ. Tom and Jerry sẽ không ngần ngại thử những chiến lược mới và không bao giờ mắc một lỗi sai hai lần. Thì mình nghĩ đấy cũng là một thông điệp về cuộc sống, đấy là không ngừng sai lầm và học hỏi từ sai lầm. Về cơ bản, cuộc sống thật chính là Tom and Jerry. Chúng châm chọc, hạ bệ và khiêu khích nhau, nhưng mà lại không thể sống thiếu nhau và sẽ không có thời gian cho việc khóc lóc về những gì đã xảy ra. Cuộc sống là tiến lên phía trước, thử thách sau sẽ lớn hơn cái trước và chúng ta cũng sẽ như vậy. Cuộc sống là một trò chơi vô tận cho đến khi mà chúng ta đăng xuất. Và như bạn biết đấy, Tom and Jerry thì chả bao giờ đăng xuất. Câu chuyện về bảo vệ kẻ yếu, hãy nhìn cách mà Jerry bảo vệ chú chuột Nipples, một chú chuột còn nhỏ, quá ngây thơ và không biết gì về cuộc sống này cả, không biết gì về những hiểm nguy xung quanh. Cậu chỉ đơn giản là thèm ăn thì đi tìm đồ ăn, một cái lối sống vô cùng bản năng. Jerry hết lần này đến lần khác phải bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của mèo Tom, nhưng cậu vẫn cứ ngây thơ là ngây thơ. Trong các dàn động vật chạy tới chạy lui của phim này thì có lẽ Butch là nhân vật duy nhất hiện lên giống một phản diện nhất. Ở đoạn này thì anh Châu Huệ Linh viết cái gì đấy về cái đạo đức của một con mèo, nhưng mà thật sự thì mình thấy là nếu bạn đã gặp một con mèo hoang mà nó phải ăn rác, ăn rưởi, ăn rán, ăn bọ, moi nước cống lên để uống để mà sinh tồn, và một ngày nào đấy nó đụng phải con mèo nhà nhà bạn thì đấy, con Butch trong phim y hệt như thế luôn, không khác cái gì cả. Nó là những cái bản năng nguyên thủy chỉ nhằm mục đích sinh tồn. Ở Butch hoàn toàn không có một cái tí tia sáng đạo đức nào cả, mọi hành động của nó đều hướng về lợi ích của nó. Và ngược lại hoàn toàn có mèo đen nhẹm này thì là chú vịt Quaker. Cái ấn tượng đầu tiên chắc là Quaker là một con vịt hơi tiêu cực. Con vịt này có vẻ như đại diện cho cái nhóm người bị khủng hoảng hiện sinh ấy. Bằng chứng là có những cái thời điểm mà Quaker còn để yên cho Tom muốn làm gì mình thì làm, muốn làm vịt tìm thuốc bắc, vịt nướng, vịt quay, vịt bảy món, muốn làm cái gì thì làm. Cậu không còn thiết tha nữa, cậu là đại diện cho câu nói là người nói nhiều là người có nhiều âu lo. Nói về lo âu thì chắc là không bằng được gà trống nuôi con, mà ở đây không có gà trống mà chỉ có một con chó, Spike. Tại sao lại lấy hình tượng là một con pitbull? Thì chúng ta đã biết rằng là pitbull là một loài chó hung hãn, thiện chiến, rất thích hợp để mà tham gia những cuộc chọi chó quy mô. Cái giống này có ngoại hình hung tợn và khuôn mặt của kẻ sát nhân hàng loạt, nhưng ẩn sâu trong ngoại hình có phần gớm ghiếc đó là một tình cảm vô bờ bến dành cho Tyke, đứa con của mình. Đây cũng là bài học sâu cay về chủ nghĩa ngoại hình, thứ đang ngày một mất kiểm soát trong thế giới hiện tại, đặc biệt là trong ngành giải trí. Mình vừa nhắc đến giải trí à? Biết cái gì mới là giải trí không? Đó chính là Mommy Two Shoes, chính là cái nhân vật người phụ nữ da màu phô pháp mà thỉnh thoảng mới được xuất hiện, mà đã xuất hiện thì chỉ thấy mỗi phần dưới. Bà phải thường xuyên dọn những cái mớ hổ lốn do hai nhân vật chính gây ra. Bà không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà lại sợ chuột. Bà nhiều lần đã đít Tom khỏi nhà và thậm chí còn muốn thay nó bằng một con mèo máy bởi vì Tom phá quá, nhưng mà cuối cùng lại phải tìm Tom về. Vì Jerry có một cái fact là nhiều người cho rằng bà chính là chủ của Tom, nhưng mà thực ra thì người phụ nữ này chỉ là một người giúp việc. Đang tiện nói thì cái hình ảnh con người trong Tom and Jerry ấy, thì họ luôn bị khuyết mất phần thân trên để khiến họ hiện lên có vẻ to lớn hơn và quyền lực hơn, đặc biệt là trong mắt lũ chó mèo chuột chít. Và không biết là cố tình hay là vô ý, nhưng góc nhìn vào con người như thế này lại chính xác là góc nhìn của những đứa trẻ khi mà chúng nhìn người lớn. Cho nên có thể cách thể hiện con người như thế này làm trẻ em cảm thấy dễ đồng cảm hơn với cả Tom and Jerry. À, có một nhân vật nữa, đấy là chú chuột Muscle, anh họ của Jerry. Cái tên nó lên tất cả. Chú chuột này nhìn giống Jerry nhưng mà khác mỗi chỗ là khỏe như bị điên vậy. Muscle từng đánh cho Tom sang chấn tâm lý. Chú chuột này là hiện thân cho chính nghĩa, rằng những người thấp cổ bé họng cũng có thể làm được những điều phi thường, hoặc hoặc chỉ đơn giản là đại diện cho cái việc của anh em ra đánh nhau thôi. Tom and Jerry là một series phim hoạt hình vui nhộn với tuyến nhân vật dày đặc nhưng mang mỗi cá tính vô cùng riêng biệt. Nghe thì hơi nâng cao quan điểm, nhưng mà thật sự tôi cảm thấy chúng mình có thể nhìn vào từng nhân vật, từng câu chuyện và rút ra được cái bài học của riêng mình. Đấy có thể là cách cài cắm khéo léo của tác giả, mà cũng có thể đấy là câu chuyện của giáo dạy văn và nhà thơ thôi.